Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mr. Zero. Mình là Anh Thi. Top 3 thay người kinh điển trong lịch sử. Ngày 21 tháng 8 năm 1965 đã xảy ra một cuộc cách mạng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Ken Peacock, người sau này có 532 lần khoác áo Charlton, trở thành cầu thủ thay người đầu tiên của bóng đá thế giới. Luật thay người bắt đầu ra đời từ đó, với điều kiện chỉ cho phép thay thế những cầu thủ bị chấn thương. Trải qua nhiều quá trình hoàn thiện, điều luật này đã được hơn 50 tuổi. Chỉ cần một sự thay đổi người nhỏ nhoi, huấn luyện viên có thể thay đổi số phận của cả trận đấu, vận mệnh của cầu thủ, đội bóng hay danh dự của cả một quốc gia. Dưới đây là những lần sử dụng những luật thay người tuyệt vời như thế. Mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Mr. Zero nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Những phút cuối trận chung kết cúp Liên đoàn Anh giữa Chelsea và Man City hồi cuối tháng 2 vừa qua. Khi đó, trận đấu đang đi đến những giây phút cuối hiệp phụ thứ hai với tỷ số hòa 0-0, thì Chelsea và Man City sẽ bước vào giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m. Khi thấy thủ môn Kepa Arrizabalaga có vẻ bị chuột rút, huấn luyện viên Maurizio Sarri quyết định thay người bằng thủ môn dự bị Willy Caballero và cũng có ý để thủ môn này vào bắt các quả 11m tốt hơn. Tuy nhiên, Kepa từ chối rời sân dù trọng tài dừng trận đấu cho thay người. Vì vậy, ông Sarri đành để Kepa thi đấu tiếp và bắt các quả 11m. Cuối cùng, chung cuộc Man City thắng 4-3 và vô địch cúp Liên đoàn Anh, sự cố này đã gây bão toàn nước Anh và mọi chỉ trích được hướng về Kepa. Thực tế, việc thay người đều là những ý đồ hay tính toán của các huấn luyện viên và đương nhiên sự vụ của Kepa và huấn luyện viên Sarri chỉ là một câu chuyện hy hữu trong lịch sử túc cầu, bởi đa số những cầu thủ thay ra luôn chấp nhận và những cầu thủ được vào luôn làm nên chuyện. Mr. Zero hôm nay sẽ gửi đến các bạn những câu chuyện làm nên ấy qua top pha thay người kinh điển nhất trong lịch sử. Mong rằng sẽ gửi đến các bạn những giây phút thư giãn, sẵn sàng thôi nào. Leo Zidio Wijnaldum là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở chiến thắng không tưởng 4-0 của Liverpool trước Barcelona, giúp đội bóng này giành vé vào chơi trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, nếu như không có chấn thương bất ngờ của Andy Robertson, có thể ngôi sao người Hà Lan đã không có cơ hội để tỏa sáng. Và sự điều chỉnh này của chiến lược gia người Đức đã phát huy tác dụng khi Liverpool có được liền hai bàn thắng trong 3 phút nhờ sự tỏa sáng của Wijnaldum. Phút 54, cướp bóng được từ chân hậu vệ Jordi Alba bên cánh phải, Alexander Arnold thoát xuống thực hiện đường căng ngang nhanh vào vòng cấm. Wijnaldum từ tuyến 2 lao lên rất nhanh, tu cú dứt điểm hạ gục thủ môn Ter Stegen. Và ở phút 57, Wijnaldum bật cao hơn tất cả các hậu vệ Barcelona, thực hiện pha đánh đầu đầy uy lực từ cự ly 6m hạ gục thủ môn Ter Stegen. Torres chính xác là cái dớp may mắn khi anh luôn ghi bàn ở các trận chung kết và cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha gặp Ý ở trận đấu cuối cùng của Euro năm 2012. Cái dớp ấy lại được lóe sáng. Ban đầu, cựu tiền đạo Liverpool chỉ có mặt trên băng ghế dự bị, nhưng khi được thay vào trong 15 phút cuối cùng, Torres đã biết cách để lại dấu ấn bằng bàn thắng ở phút 84. Khi nhận đường truyền từ đồng đội, anh độc diễn thẳng vào trung lộ, nã cú sút dứt điểm vào lưới tuyển Ý, nâng tỷ số lên 3-0. 4 phút sau, Torres còn kiến tạo thông minh cho Juan Mata ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 thuộc về Tây Ban Nha. Trong một ngày mà hàng công rực sáng, Liverpool đã dễ dàng đánh bại đại kình địch Manchester United, trong đó người lập công chính có thể kể đến là Shaqiri. Cầu thủ vào thay người của Liverpool đã ghi liền hai bàn giúp cho họ giành chiến thắng 3-1 đầy quan trọng. Phút 70, thời điểm Liverpool vẫn đang bế tắc khi bị MU cầm chân 1-1. Hernan Shaqiri đã được huấn luyện viên Jurgen Klopp tung vào sân thay cho Naby Keita. Thật tuyệt vời là chỉ cần 3 phút sau, ngôi sao Thụy Sĩ đã tạo ra khác biệt bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Shaqiri đã chớp lấy cơ hội tung cú sút bóng dứt điểm xô ngã thủ thành MU. Chưa dừng lại ở đó, Shaqiri còn đánh dấu 10 phút trên sân của mình bằng cách hoàn tất cú đúp với pha sút chéo góc tuyệt đẹp.
vào thay người Fernando Llorente phía Tottenham đã ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút 73 với một bàn thắng vô cùng nhạy cảm. Phải mất rất nhiều phút để tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Kaki mới quyết định rằng đây là bàn thắng hợp lệ của Tottenham. Theo đó, từ một pha không chiến lộn xộn trong vòng cấm, Fernando Llorente dường như đã dùng tay đưa bóng vào lưới Man City. Nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã quyết định công nhận bàn thắng bởi Fernando đã ghi bàn thắng bằng cú đánh đầu và bàn thắng được công nhận trong sự phản ứng kịch liệt của các cầu thủ chủ nhà. Zlatan Ibrahimovic chỉ vào sân từ phút 71 trong trận ra mắt đội bóng mới LA Galaxy ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Tuy nhiên, chân sút người Thụy Điển lập tức để lại dấu ấn với một siêu phẩm volley từ rất xa, xé lưới đối phương. Không ngủ quên trong chiến thắng, anh ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà bằng cú đánh đầu từ đường kiến tạo của đồng đội ở cánh trái. Như người ta thường nói, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Tại Kiev, Bale đã chứng minh, bất chấp không có một mùa giải như mong đợi, đẳng cấp của anh vĩnh viễn không thay đổi. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, ngay trong lần chạm bóng đầu tiên, một tuyệt tác đã được tạo ra. Đó là khi Marcelo tạt bóng và Bale nhận thấy quả bóng sẽ đến vào phía sau. Ngay lập tức, anh điều chỉnh lại cơ thể và tung mình lên không, thực hiện cú ngã bàn đèn. Quyết định táo bạo đã sản sinh ra kết quả phi thường, một khoảnh khắc kỳ diệu trong một đêm kỳ diệu. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì đêm chung kết cũng đã quá tuyệt vời với Bale. Tuy nhiên, anh còn muốn nhiều hơn thế, thêm một cú dứt điểm từ khoảng cách 28m. Bóng đi nhanh và liền đã biến Karius thành gã hề trong khung gỗ. Kiev bỗng nhiên thành nơi để tôn vinh Bale, táo bạo và hiệu quả, kết hợp giữa tính nghệ thuật và sức mạnh. Bale thực sự có mọi phẩm chất cần thiết để đóng vai người hùng. Trận đấu thứ 232 giữa hai đội bóng thành phố Liverpool tưởng như an bài với tỷ số là 0-0 thì thủ môn Jordan Pickford mắc sai lầm không thể tha thứ. Ở phút 96, người gác đền số 1 của tuyển Anh đẩy cú sút của Virgil van Dijk bay lên cao và bối rối móc bóng trở lại, giúp Origi lao vào đánh đầu cận thành khi các hậu vệ Everton đều nghĩ rằng Pickford đã làm chủ tình thế. Hơn một năm để được tái xuất vào những phút cuối, Origi đã tận dụng cơ hội để ghi một trong những bàn thắng có thể nói là đáng nhớ nhất sự nghiệp. Đối thủ ép sân, nhưng Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 1-0 trước Pháp ở trận chung kết Euro năm 2016 trên sân Stade de France. Người ghi bàn duy nhất giúp đoàn quân huấn luyện viên Fernando Santos lên ngôi vô địch châu Âu là Eder ở phút 109. Khoảnh khắc thần kỳ đã xuất hiện khi Eder đi bóng dũng mãnh vượt qua Koscielny rồi tung cú đá căng sệt hạ Lloris từ cự ly 25m. Hugo Lloris bất lực trong việc ngăn cản bàn thua cho Pháp. Tỷ số 1-0 thuộc về Bồ Đào Nha cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Lewandowski, chân sút người Ba Lan, được huấn luyện viên Pep Guardiola tung vào sân ở hiệp 2, trong bối cảnh nhà đương kim vô địch Bundesliga đang bị dẫn 0-1 bởi Á quân Wolfsburg ngay tại Allianz Arena. Thế trận chỉ thực sự thay đổi khi huấn luyện viên Pep Guardiola tung Lewandowski vào sân. Và chỉ 5 phút sau khi có mặt, Lewandowski đã sút tung lưới thủ môn Benaglio sau pha đột phá của Müller gỡ hòa 1-1 cho Bayern Munich. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau bàn thua, Wolfsburg đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa sau pha lên bóng chớp nhoáng của đội chủ nhà. Hai bàn thua chóng vánh trong 2 phút đã đánh gục ý chí chiến đấu của các cầu thủ Wolfsburg. Những phút sau đó, hàng phòng ngự Wolfsburg tiếp tục thi đấu hớ hên giúp Lewandowski dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa ở các phút 55, 57, 60 để hoàn tất chiến thắng tưng bừng 5-1 cho Hùng Xám. Với cú hat-trick trong 5 phút, phút 51, 52, 55, Lewandowski cũng đã lập kỷ lục mới tại giải Bundesliga. Kỷ lục cũ thuộc về huyền thoại Michael Toenies Duibers lập vào năm 1991 trong thời gian 6 phút. Tiền đạo người Pháp được vào sân ở phút thứ 72 thay cho Luis Muriel. Và chỉ 2 phút sau đó, anh đã thực hiện cú dứt điểm trong vòng cấm làm tung lưới De Gea. 4 phút sau, Yepder tiếp tục giữ ác mộng cho MU với cú đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho Sevilla. Ở bàn thắng đầu tiên, Benzema cho thấy khả năng chơi bóng tinh tế khi xử lý đường truyền gọn gàng và tung cú sút sệt uy lực đánh bại người gác đền của MU. Trong khi đó, ở bàn thắng thứ hai, khán giả có thể thấy bản năng ghi bàn được tiền đạo này thể hiện với tình huống chọn vị trí chính xác để tung ra cú đánh đầu vô cùng hiểm hóc.
Barca từng giành vé vào tứ kết Champions League sau thắng lợi khó tin 6-1 trước PSG ở trận lượt về trên sân Nou Camp năm 2017. Người ghi bàn thắng cuối cùng cho đội bóng Tây Ban Nha là Sergi Roberto ở những phút cuối cùng của trận đấu. Phút 95, kể cả thủ môn Marc-André Ter Stegen của Barca cũng có mặt trong vòng cấm của PSG cho mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng cuối cùng. Neymar cầu một đường bóng vào, hậu vệ vào từ sân từ băng ghế dự bị. Sergi Roberto lúc này ở tư thế không việt vị, ngoài người đệm bóng qua đầu thủ môn Kevin Trapp. Bóng đi vào lưới trong sự mê sảng của đám đông cổ động viên trên sân vận động lớn nhất châu Âu. Và trận này nhắc đến như là một cuộc lội ngược dòng kỳ diệu, không thể tin nổi trong lịch sử bóng đá. Bạn thấy cầu thủ nào được thầy vào sân thể hiện ngầu nhất? Hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn share và subscribe, bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại! We'll be right back.